Ủa không có đem nón xuống hả? Còn 5 sao nữa. Giờ chưa đi chùa này đúng không? Chúng ta cũng vậy, không đâu có đi đâu. Tây Ninh thôi, mà Tây Ninh lâu lắm rồi, giờ mới đi. Ngày đi lên cho biết. Đức cho mất tiêu. Mang chim về nó làm phóng sự. Phóng sự. Bây giờ mình có không? Ngày lạ quá. Nè. Dì Tư đâu? Mới sắm đồ dép mới hả? Mượn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị đâu có lên đây không? Không, đó bây giờ chưa lên. Vậy hả? Ừ. Em lâu lắm em không qua mới cậu á. Ờ, nghe nói mới cậu thôi chứ giờ mới đi Tây Ninh thì quay về thôi, nghe mới cậu mà có qua. Ai đi chùa chùa Thái Sơn núi cậu Tây Ninh mình đi hôm nay hả mấy chục năm rồi. Bà dì với nhỏ em nè, nhỏ em dắt dì, dắt dì hai đi nè. Dạ chưa thấy chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con quay trở lại. Rồi để con vòng qua cái vô lại. Qua bên kia. Có. Cầu mua cầu an, cái cây cầu an. Để chú ba về à? Ủa chưa qua đây lại hả? Chưa. Rồi. Lại bên đây rồi. Chưa giờ qua bên đây. Qua đây xong. Đi lao đâu. Ủa chưa. Lại cạo rồi đó. Ủa người yêu đi về hả? Có can mặn cũng đâu đem gì mà. Mua đây giờ phải nào? Ngoài đó cây thuốc có đem về à? Để xong chưa chị? Đi chưa? Ờ đi chăm cậu chưa? Phật cũng ngồi nghe cái bồ đề.